Đây là bạn Trung Hiếu, đây là bạn trai mà em rất ấn tượng, bạn rất là xinh trai và đáng yêu. Em là con gái thì chắc chắn em sẽ đổ bạn rồi. Em... Trung Hiếu thấy sao về những lời có cánh mà Minh Chiết dành cho bạn? Dạ đương nhiên là nhận được những lời như thế thì không thể nào mà không vui rồi. Nhưng mà bản thân em cũng thấy Minh Chiết là một người mà mới nhìn qua đã toát lên vẻ rất là chi thức. Chi thức. Hay là mình có đáp lễ một tí không nhỉ? Nghe bảo là Trung Hiếu cũng chuẩn bị tiết mục gì đó trong cuộc thi ngày hôm nay đúng không? Hôm nay em có mang theo cây đàn và thì em muốn thể hiện một tiết mục bằng một nhỏ bằng đàn. Xin mời Hiếu. Nó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dâu lắm thắc cần treo leo trên đường xa, một gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn.